bốn người có 400 POG và một Faker đang dẫn đầu với 500 điểm. Thực sự thì đây là một cuộc chiến POG ở nửa đầu của FCK mùa xuân 2024 đúng như anh Linh nói là khá hấp dẫn. Còn quay trở lại với ván đấu giữa KDF và FX khi mà ván đấu thứ 3 chuẩn bị được bắt đầu với việc là KDF lại chuyển sang bên phía của đội xanh. Những cái sự lựa chọn đặc biệt của họ ở bên phía của đội 2 nó không phát huy được tác dụng. Con Pai của Quantum gần như là tàng hình trong xuyên suốt ván đấu, và thậm chí là cả Garen cũng không thể hiện được quá nhiều của Dudu cánh trên nữa. Để xem là có quay trở lại với cái kiểu ban pick quen thuộc đến từ Quantum Freaks hay không. Trước tiên là Senzuani bị loại bỏ này, sau đó là bên kia là Kama vẫn giữ lượt cấm đến từ FX. Có lẽ như ván thi đấu này thì bên phía của KDF sẽ quay lại với một cái đội hình giao tranh tổng truyền thống chứ không có quá nhiều những cái sự đột biến nữa. Một ván thắng thật sự rất là cần thiết dành cho bên phía của KDF. Nếu như họ thắng ở trong cái series BO3 này thì nâng tổng số trận thắng của họ lên là con số 5 và sẽ vững chãi hơn ở những cái vị trí đầu của bảng xếp hạng. Cả hai bên đều muốn thắng để có thể gần hơn với lại vị trí mà mình mong muốn, đó là thứ 5 và thứ 6. Thì để xem là KDF hay FX sẽ có được ưu thế sau giai đoạn cấm và chọn. Đây, chúng ta đang thấy được Varus bị ban đi đến từ KDF, còn bên phía bên này là Senna bị loại bỏ. Những con tướng hot ở meta đã bị cấm đi gần hết rồi. Ashe rất là hiệu quả của XQ và đấu trước cũng đã bị loại bỏ đến từ bên phía của Quảng Đông. Còn với FX thì đây là một con Kalista ván 1 đánh cũng rất hay đến từ Bull sẽ không được sử dụng nữa. Lộ ra những cái sự lựa chọn, chúng ta còn Lucian đúng không? Chúng ta còn Lucian dành cho Bull và Quantum ở cánh dưới với có thể sẽ là Milio hỗ trợ, và để xem đấy có phải tiếp tục là một sự lựa chọn ưu tiên nữa dành cho xạ thủ đến từ Quảng Đông hay không. Rồi, sẽ là một con tướng nào cũng được dưới đây. Lucian đối đầu với lại Raven của Hena có thể sẽ là một cái kèo, tiếp tục là BK cánh dưới của bản đồ. Hai người chơi đường trên thì đâu đó sẽ là những cái sự lựa chọn mà mang thiên hướng chống chịu như là Udia với lại Kasate cũng được. Rồi, đầu tiên là bên phía của Fox là cướp đi Milo nè. Và như đã nói thì đây là một con tướng có thể bắt cặp cùng với lại cả Raven nữa, một trong những con tướng tủ. Aphelos kết hợp cùng với lại Milo cũng được, nhưng mà Hena cảm giác như sẽ ưu tiên những cái mẫu chiếc tướng khác hơn. Để xem là anh ta sẽ lựa chọn tướng như thế nào ở trong cái ván đấu quyết định này. Còn với KDF, sau khi họ bị tước đi cặp đôi Lucian và Milo thì vẫn còn đó Nami. Khá là ổn dành cho Bull và Quantum ở cánh dưới để có thể tạo ra một cái áp lực đi đường với chất tướng Lucian trong tay của xạ thủ chủ lực Quantum Freaks. Và khóa lại luôn rồi Nami, rồi sau đó có thể sẽ làm có bài đứng giữa luôn dành cho Closer. Chứ không, Sante đang quá hot, Sante đang có một tỷ lệ thắng quá cao, không chỉ ở trong ngày thi đấu hôm nay mà thậm chí là các ngày thi đấu khác của LCK nữa, với tỷ lệ thắng ở cánh trên đang thực sự là rất ổn định và đang cân nhắc Jinx hoặc là Aphelios. Thực ra thì Aphelios thì đi đường cảm giác là nó sẽ có nhiều áp lực hơn với lại Lucian bên phía bên kia so với việc là bạn lựa chọn một chiến tướng như Jinx, và quyết định sẽ là cặp đôi Aphelios và Milio của Hena và Skill. Một phần nào đó là bởi vì cái tính chất quan trọng ở trong cái cặp trận này nên chúng ta sẽ không thấy những cái sự lựa chọn mà kiểu dạng đột biến hơn như là Raven cũng được giữ dành cho Hena. Thay vào đó, như thằng cũng đã chia sẻ, là những cái mẫu chất tướng mà nó an toàn hơn chút xíu với việc khóa vào Aphelios. Bước chân thần tốc cũng sẽ gia tăng thêm cái khả năng trụ đường hoặc là những cái điểm ngọc khác, thì nó sẽ mang theo thiên hướng tấn công nhiều hơn. Những sự lựa chọn cấm phase 2 cũng đã được hình thành. Chúng ta đang thấy là huấn luyện Ryu của phía Fox đã quyết định là cấm đi Koki khu vực giữa của Bulldog rồi. Ban có Azir và ban Koki, mình nghĩ là tôi nghĩ là hợp lý ở thời điểm hiện tại, khi mà đây là đều là những chất tướng thủ hòa và farm. Nếu như bạn farm với Azir, chúng tôi sẽ farm với Koki. Đó là những điều mà các đội LCK thường xuyên sử dụng ở trong những cái ban đấu ở thời điểm hiện tại, và tước đi là hợp lý đến từ phía X. Còn với bên phía của Quang Đông Freaks thì họ ban đi Maokai, một con Maokai mở giao tranh rất là khó chịu của Quy Lở và đấu trước, khi mà anh ta phối hợp chiều cùng với lại Jin và Ashe của Hena và SQ nữa mà tạo ra bộ combo khiến cho bên phía Quảng Đông rất là nhiều tình huống họ bị khép góc và không vào được cái thế giao tranh thuận lợi. Tiếp tục sẽ là lượt cấm tiếp theo, hai lượt chọn cấm vào và chọn đứng giữa đến từ bên phía của FX, khả năng cao sẽ là như vậy sau khi họ đã có được Azir dành cho vị trí của Closer. Rồi tiếp tục là Orianna đã bị loại bỏ ở vị trí của Bulldog. Còn ở bên phía bên này thì có thể sẽ là một lựa chọn cấm ở cánh trên sau khi mà Dudu đã lựa chọn đó là Sante. Hoặc có thể cấm tiếp vào khu vực rừng cũng được, để con tướng rừng nào kiểu như là rêu chống chịu thêm cho đội hình của phía Fox. Thật ra trong cái lượt cấm của họ không cần phải cấm Vi, bởi vì dù sao họ cũng đang sở hữu cho mình đó một Nami rồi, với những tình huống thủy ngục để có thể khắc chế cái tà Sumudo, và chưa kể đó cái sóng thần tung ra để khắp góc nữa. Những sự lựa chọn, ôi như vậy là Udia khu vực trên, một sự lựa chọn chia ra dành cho Clear để tránh đi cái kèo mà đối đầu với lại chống chịu cùng với lại Dudu. Sự lựa chọn slot 4 dành cho bên phía của phía Fox sẽ là Poppy, một vị tướng có thể xuất hiện khu vực rừng hoặc khu vực đường trên cũng được. Còn ngược trở lại, bên phía của KDF đang có combo khá là ngon, Vigo kết hợp cùng với lại Nico phù hợp với lại cái đội hình này dành cho đội hình của họ luôn. Nocturne cũng được, Nocturne phối hợp với lại Nico cũng là một combo mà
Kurt và Bulldog có thể cân nhắc để có thể ngay lập tức tập ra phía đằng sau lưng đội hình bên phía của Phoenix với những con tướng như là Felius không có độ cơ động hay thậm chí là cả Asia của Closer nữa. Nhưng có vẻ như là bên phía của KDF đang hướng tới một cái lựa chọn combo khác, nó có thể sẽ là Dalia, nhưng không, quyết định vẫn sẽ là chơi Way. Vẫn sẽ là chơi Way dành cho Bulldog để có thể tái thiết lập cái kèo đấu đứng giữa với lại Asia của Closer ở bên phía bên kia. Và lựa chọn cuối cùng dành cho Kurt ở trong vai trò đi rừng sẽ là con bài gì đây? Lee Sin, Viego đều đã còn, Vi còn đang, cũng đang còn, Shinja cũng đang được hở ra. Và để xem là quyết định đến từ người chơi đi rừng bên phía của Quang Đông Phích sẽ là con bài gì. Còn ở bên phía bên kia thì đã là Poppy rồi, khả năng cao đây sẽ là con Poppy đi rừng cho Willer để phối hợp cùng với lại Asia trong tay của Closer. Và bên phía của KDF đang có một đội hình đánh sớm nha. Họ đang có Lucian Nami áp lực cánh dưới, họ đang có một con Huy đẩy đường đến từ Bulldog ở khu vực đứng giữa, và họ cần thêm những cái áp lực nữa đến từ vai trò đi rừng. Và Lee Sin được lựa chọn dành cho Kurt. Còn quay trở lại với lựa chọn dành cho Phoenix ở cánh trên đối đầu với lại Sante thì đang để Aurelia. Bình thường nếu như Aurelia xuất hiện, tôi nghĩ rằng đây sẽ là con Ire đứng giữa của Closer. Nhưng bây giờ thì Closer đã có Asia rồi, và lựa chọn dành cho Clear an toàn hơn, đúng như anh Linh nói, đó là Na. Một sự lựa chọn ổn ở khu vực đường trên, không cần phải có nhiều carry khi mà đội hình của họ đã có Asia, có Aphelios đảm bảo cái lượng sát thương ở giai đoạn về sau. Na là một vị tướng tự chơi có khả năng farm hòa tốt đối với lại Kassante, là một cái kèo cũng không cần tài nguyên để cho họ có thể tập trung xuống cánh dưới. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng những cái lợi điểm nhất định đến từ bên phía của Phoenix ở trong cái ván thi đấu này là họ đang sở thủ một cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ mạnh ở những cấp độ đầu tiên, một con Poppy đi rừng mạnh ở thời điểm cấp độ 3. Như vậy hoàn toàn có thể tạo ra một cái thế đổi cánh rừng ở thời điểm sớm, còn nếu không đổi cánh rừng thì có thể farm 3 bãi nửa dưới sau đó di chuyển vào rừng của phía đối phương. Nếu như Lee Sin đến từ Curse ăn từ nửa dưới ăn lên thì sẽ thiết lập những tình huống đại trụ, còn nếu như không sẽ tấn công trực tiếp vào khu vực bù đỏ của Curse. Ván đấu rất quan trọng đến từ cả Phoenix và KDF, và rõ ràng là cái điều chiến thuật của hai bên là rất rõ ràng. Đội hình đánh sớm cần phải có áp lực đi đường, và mid game mạnh đến từ bên phía của Quang Đông Freak sẽ đối đầu với đội hình late game siêu mạnh. Tôi nghĩ là như vậy. Đến từ bên phía của Phoenix họ có cả Azir và Aphelios, những chất tướng nếu như kéo tới giai đoạn cuối trận thì thực sự sẽ là mối đe dọa không thể đùa được dành cho bên phía của KDF. Và nếu như KDF không có được lợi thế ở đầu game, họ sẽ rất khó chơi với cái đội hình mà mình đang sở hữu. Ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu quyết định phân định thắng thua của cặp trận giữa hai đội tuyển KDF và Phoenix sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Và ván thi đấu này sẽ khiến cho cái mức độ hấp dẫn sẽ được gia tăng thêm bằng những tình huống va chạm sớm của cả hai đội tuyển ở khu vực cánh dưới. Như đã đề cập thì đây là một ván đấu rất là quan trọng cho cả Phoenix và Quang Đông Freaks, và việc họ chơi an toàn ở trong những phút giây ban đầu là điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ được thể hiện một cách rất là rõ ràng. Nhưng vừa nói là chơi an toàn xong thì ngay lập tức có một pha tập thẳng vào nhau đến từ đội hình của Phoenix và cả Quang Đông Freaks ở nửa dưới bản đồ. Mất máu tương đối đến từ cả đôi bên mà thôi, nhưng cũng không có bất cứ một cái phép bổ trợ nào hay bất cứ ai phải lên bảng điểm số cả. Chỉ là một pha và trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng ở khu vực đứng dưới chào hỏi nhau. Ván đấu như đã đề cập là rất quan trọng dành cho cả hai bên. Và ván đấu thuộc bản quyền phát sóng thuộc Boxsport, và hy vọng các bạn để lại thêm nhiều những lượt like và lượt ủng hộ cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau, trên Facebook, YouTube và cả TikTok nữa. Một ván đấu mà KDF sẽ là những người muốn đánh sớm, và họ sẽ có một giai đoạn mid game mạnh hơn với những chất tướng mà mình sở hữu. Nhưng nếu như nói về late game, Phoenix sẽ cực kỳ mạnh với combo Asia và Felius. Họ sẽ đánh sớm được bởi vì chúng ta đang thấy rằng một con Aphelios của Hena có bước chân thần tốc, sải tay dài hơn, kết hợp cùng với lại Milo, và chưa kể đến nhánh phụ của anh ta là những nhánh kiên định nữa, bắt đầu đang có dấu hiệu đẩy lính lên cao. Nhưng người đang trả lại cái lượng máu tốt hơn đó chính là Hena, sải tay dài đến từ cái súng thiên lý, khả năng phục đến từ huy huyết tinh, đó cái sức mạnh dành cho Aphelios ở những cấp độ đầu tiên. Và cái vòng rừng đến từ Wheeler cũng đang thể hiện điều đó, anh ta ăn bãi bùa đỏ trước, ăn bãi đá và kết thúc cái vòng rừng cánh trên bằng bãi chim, và sau đó hoàn toàn có thể có một cái dấu hiệu di chuyển qua bùa đỏ của Curse. Và một con mắt được cắm ra khu vực chim nữa cũng đã giúp cho bên phía của Fox có được thông tin về cái vòng rừng của Curse. Rất áp lực đến từ Bun và Quantum nha. Họ đã lấy đi được cả hai phép bổ trợ đối phương, tình huống lên hai trước chứ cũng diệt tận lướt thẳng lên với một tình huống tạt nước. Quantum lấy gần nửa cây máu của Hena, một pha lên cấp 2 trước, và trước thời điểm cấp độ 2 thì cả lá chắn của Hena và hồi máu của skill đã phải sử dụng.
đánh khá là chiến dành cho Bull với lại Quantum ha. Điều này nó trái với dự đoán chúng ta, thì có thể thấy như họ đã chiếm bụi trước và chủ động để có thể tận dụng cái đòn phủ đầu và lướt lên tấn công, nhịp độ lên cấp độ 2 từ đó cũng sẽ được gia tăng thêm. Đây sẽ là cái lợi điểm lớn dành cho bên phía của Fox, nó làm phá vỡ được cái đồ chiến thuật dành cho bên phía của Fox ở thời điểm đầu. Có lời khen dành cho hai có thể gọi là tân binh của KDF. Bull thì có một cái khoảng thời gian làm quen sớm hơn so với lại Quantum, nhưng phải nói rằng đây là một bộ đôi rất chiến đến từ Quang Đông Phích, và họ tiếp tục dấn lên để có thể gây áp lực vào Aphelios của Hena bên phía bên kia. Wheeler đứng ngay sau lưng, nhưng liệu đây có phải là pha tấn công hay không đây, khi tôi cũng đang thấy Kurt có một nhịp di chuyển xuống cánh dưới để có thể hỗ trợ cho pha đẩy vào này của Bull và Quantum. Farm lính trong trụ đang tương đối là ổn, chỉ số farm đến từ Hena cũng đang tương đối là tốt, và đang có Poppy đang đứng phía sau sẵn sàng hỗ trợ dành cho những cái nhịp tấn công. Nhưng quyết định đến từ Wheeler là thôi ăn con cóc trước để đảm bảo cái vòng rừng của mình, và sau đó quay ngược trở lại khu vực bùa xanh. Đồng thời điểm đó thì Kurt cũng đang có mặt ở cánh dưới, tạm thời là anh ta đang bỏ qua bãi người đá để có thể cover dành cho Bull và Quantum. Hai cú quy không chuẩn xác đến từ Hena với súng thiên lý, và Bull cũng như là Quantum vẫn đang giữ được mối cự ly tương đối ổn. Hỏa cước vừa rồi cũng không trúng tới từ Acer Kill. Kurt đang cố gắng triển khai con cua kỳ cục này, nhưng có trừng phạt. Wheeler di chuyển ra và trừng phạt thành công đến từ người chơi đi rừng bên phía của PX. Như vậy là chúng ta đang có vòng rừng bảy bãi rồi, rất là sớm. So với việc Kurt đã mất quá nhiều khoảng thời gian để có thể di chuyển xuống cánh dưới, anh ta chưa ăn đá nữa và bây giờ bắt buộc phải di chuyển lên cánh trên. Có một cái lợi điểm là phép trợ trừng phạt của anh ta vẫn đang sẵn sàng ở trong tình huống này. Nhưng phía bên kia thì Wheeler cũng đã hồi lại trừng phạt rồi, và anh ta sẵn sàng để có thể bước vào tình huống cạnh tranh. Nhưng không, tốc độ ăn con cua trên của Kurt tương đối là nhanh chóng. Và với việc là kiểm soát được con cua ở đường dưới thì Wheeler cũng sẽ giảm được cái áp lực dành cho bộ đôi Bull và Quantum nha. Cái lượng tầm nhìn đến từ bộ đôi đường dưới bên phía của Quang Đông Fricks thực sự là không có ở nửa dưới này. Mắt kiểm soát cua kỳ cục đang thuộc về bên phía của Fix là nhiều hơn, và rõ ràng là rất khó để cho Quantum và Bull có thể duy trì sức ép, thậm chí là pháo trọng trường giữ chân thêm một hit đánh tay nữa đến từ vị trí của Hena với súng hỏa cục. Lượng sát thương đầu ra là tương đối lớn và khả năng đẩy đường đang là vượt trội hơn dành cho bộ đôi của Fix. Đợt lính đang tràn trụ sẽ là một cái đợt lính mà sẽ có khoảng trống dành cho Hena về nhà xài tiền trước, và anh ta sẽ di chuyển ra đường sớm hơn so với việc Bull. Mặc dù đang lợi thế hơn về phép hỗ trợ, nhưng có thể thấy như với cái lối chơi và cái lượng máu đang tương đối thấp đến từ Bull và Quantum khiến cho họ phải để cho đối phương về một dịp, và đó là một tình huống phép biến về mà thôi. Hena vẫn đang có mặt ở đây, súng hỏa ngục của anh ta cũng sẽ giúp cho anh ta đẩy cái đợt lính này sớm để cho đối phương về là họ sẽ lộ hình. Vẫn đang là những cái nhịp đẩy tốt hơn đến từ Hena ở nửa dưới, còn ở cánh trên này thì Kurt có câu trả lời với việc là kiểm soát cho mình ba con sâu hư không đầu tiên ở ván đấu quyết định, ván đấu thứ ba này. Sẽ không có bất cứ một pha di chuyển nào đến từ Wheeler, cả anh ta đang muốn kiểm soát lại bãi chim thứ hai và hướng xuống vòng rừng cánh dưới để tiếp tục bảo kê cho khả năng đẩy đến từ Hena và Skill. Đây là điều dễ hiểu thôi, cái điều kiện thắng đến từ bên phía OPX hoàn toàn nằm ở trong tay của Hena với chất tướng Aphelios của mình. Và anh ta cần được nhường tối đa tài nguyên và cần được những cái sự bảo kê đến từ những người đồng đội nữa. Quantum về nhà cùng với lại vị trí của Bull với những cái trang bị gia tăng, và họ đang cố gắng giữ lính ở một cái cự ly an toàn chỉ để pha mà thôi. Một thế trận của ván thi đấu vẫn đang tương đối là chậm dành cho cái phía. Họ biết được rằng cái tính chất quan trọng ở trong cái cặp trận này, chênh lệch của cả hai đội tuyển chỉ là một cái trận thắng BO3 mà thôi. Và cả hai cũng đều đang có vị trí mà tôi nghĩ rằng họ hài lòng khi mà cả hai chia nhau những vị trí ở trên bảng xếp hạng là hạng 5 và hạng 6. DK thì ở thời điểm hiện tại đang đứng hạng 7 với chỉ 2 trận thắng mà thôi. Thì đây là cơ hội để cho KDF lẫn bên phía của Fox kéo dài cái chênh lệch so với lại đối thủ trực tiếp của họ. Sự đi xuống của Diplosia giúp cho các đội ở nhóm dưới như là KDF hay thậm chí là FX vượt lên. Nếu như vẫn đấu này mà FX có thêm đủ chiến thắng nữa thì cái khoảng cách đến từ cả FX và cả KDF với đội xếp thứ 7 như anh Linh đề cập đó là Diplosia sẽ là 2 điểm. 2 trận thắng, một cái khoảng cách tôi nghĩ rằng tương đối là lớn. Với cái phong độ ở thời điểm hiện tại nó không thực sự là quá cao dành cho DK. Bull tiếp tục lướt lên với 2 đòn cùng chung cùng diệt tận, một cú thủy ngục khá là tốt đến từ Quantum, nhưng lượng sát thương đầu ra vẫn là chưa đủ áp lực, và chỉ là đơn thuần một tình huống trao đổi chiêu để đẩy đường dành cho bộ đôi Bull và Quantum thôi. Trao đổi chiêu thức như thế này thì rõ ràng là Bull sẽ là người có lợi thế, bởi vì đơn giản con bài Lucian của ta đang sở hữu cho mình đo đầu phủ đầu sẽ gia tăng thêm cái lượng kinh tế. Một tình huống có mắt kiểm soát giúp cho bên phía của Kurt có được thông tin đến từ Wheeler, và hiện tại thì anh ta đang tạm thời đánh bật được Wheeler bởi vì có sự di chuyển hỗ trợ của Dudu với con bài Cassante khu vực đường trên nữa, những lợi thế nhất định. Đường dưới vừa rồi có tình huống va chạm, nhưng khả năng phục đến từ Nami của Quantum vẫn sẽ là có. Hai bên đều có khả năng hồi phục và vẫn còn cả hồi máu đến từ cả Quantum và Skill. Đây sẽ làm tình huống kích súng huyết tinh để có thể đổi sang súng thiên lý đến từ vị trí của Hena với cái áp lực đẩy đường liên tục. Còn cánh trên này Dudu đang tích Q3, một cú
lườm sau, nhưng mà quyết định là không gắp vào đấy từ Dudu với một tình huống thần khí Antofo để có được cho mình một pha chơi khô máu khi mà Na trong tay của Clear đang ở dạng Na tí nị. Ưu thế ở cánh dưới nó đã vẫn đang thuộc về bộ đôi của PX và họ đang muốn kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên, nhưng Willer đang ở cánh trên và như vậy sẽ chỉ đơn thuần là một pha di chuyển ra để có thể phá mắt, gây thêm áp lực rồi quay trở lại pha. Cố gắng để có thể hồi phục bằng một cái mầm và sau đó quay ngược trở lại với khu vực dưới vẫn có khả năng bám trụ và hy vọng là lần về nhà đầu tiên Hena sẽ hướng tới được trong đó phòng thực kiếm món cho bị lớn đầu của anh ta. Đường trên thì Clear ở trong cái kèo Na đối đầu với lại Kassante, đây chưa phải là thời điểm mà anh ta thắng, phải ít nhất cần được cho mình đó cái tam hợp kiếm đầu tiên thì anh ta mới có được cái khả năng đẩy lính trước so với lại Kassante của Dudu. Quý 3 vừa rồi đến từ Dudu không trúng và Sante đang gặp hơi nhiều thua thiệt nha. Chuyển về Na tí nị thì Clear đơn giản là rút lui với một pha nhún nhảy và anh ta sẽ tiếp tục gây áp lực với dạng Na tí nị của mình. Ván đấu đang thực sự rất chậm bởi vì cái yếu tố quan trọng ở cái ván đấu quyết định này tới từ cả hai đội. Đội thắng sẽ tăng thêm một chút cái khoảng cách so với chính đối thủ của mình ở trong cái đấu BO3 mà chúng ta đang được theo dõi. Sẽ là 5-3 dành cho KDF và họ sẽ hơn PX 2 trận thắng, sẽ củng cố thêm vị trí của mình. Còn với PX họ cần thêm một chiến thắng nữa để có thể đảm bảo được cái vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Đường giữa cũng đang đánh khá là kỹ dành cho bên phía của Bulldog. Anh ta thấy được rằng rừng của mình không có gần ở đường giữa này, thay vào đó rừng của bên phía đối phương cũng đã biến mất. Anh ta sợ sẽ là một tình huống mà Closer tiếp cận với lại cú phân chia thiên hạ và ép tốc biến của anh ta, hoặc tệ hơn là sẽ đẩy anh ta vào cái trạng thái nguy hiểm. Cus có mặt ở đường giữa nhưng trước đó Closer cũng đã có tầm nhìn. Thế trận bây giờ đang là 1-9-1-10, chưa có bất kỳ những cái tình huống tấn công thực sự đặc sắc nào đến từ cho cả phía cả. Đúng là vị trí thứ 5 chơi với vị trí thứ 6 có khác. Bulldog có một pha khép góc cớt. Nào, tình huống chọn góc để có một pha ủi vai dính tường bên này thì Hena gặp nguy hiểm khi Bun dấn lên rất cao nhưng trả sát thương ngược trở lại. Hena bắn rất gian với cái súng hỏa ngục của mình và thậm chí là Bun đang gặp nguy hiểm, tốc biến bỏ chạy ăn một cú chiếu cuối. Hai người anh chắc rất lỗi vừa rồi, thiếu tầm, nó thiếu một chút tầm đến từ Hena và chưa có bất cứ một mạng nào nằm xuống cả, nhưng bên phía KDF đã mất tốc biến đến từ Bun và cả hồi máu của Quantum. Lời dành cho bên phía của Fox ở trong tình huống thi đấu vừa rồi khi mà họ cũng đã lấy được cho mình đó một lượng máu lớn, bắt đầu tình huống đẩy vai làm choáng, có luôn cho mình đó xả kích để lấy lượng máu của Curse. Curse thấp máu phải rút về, cơ hội để có thể tấn công con đồng nguyên tố đầu dành cho bên phía của Fox. Tình huống thiếu đam đến từ bên phía OPX nhưng đây sẽ chỉ là động thái để đẩy lui Curse, giúp cho các thành viên của Fox họ có được cho mình tầm kiểm soát ở con rồng nguyên tố đầu tiên ở thời điểm phút thứ 10 để bắt đầu tăng tốc đến từ PX. Một pha tấn công và rất đáng tiếc với cú anh chắc dẫn lối vừa rồi đến từ Hena. Nếu như nó trúng thì tôi tin rằng với cái xạ kích của súng thiên lý, Hena có thể gây áp lực về mặt tính mạng vào Bun hoặc là Quantum nha. Khi mà Quantum cũng đã mất hồi máu và Bun thì cũng đã mất tất cả mọi thứ để rút lui về ở tình huống trước. Một pha triển khai rồng nhanh đến từ PX và họ sẽ có được con rồng nguyên tố này. Cứ sóng âm xuống thì kéo rồng ra và quy lờ trừng phạt thành công. Nãy giờ rõ ràng đang có tín hiệu tích cực hơn dành cho bên phía của Fox. Đường giữa của họ đang farm nhịn hơn, đường dưới cũng có một tình huống farm tốt hơn dành cho bên phía của Hena. Mặc dù anh ta đang mất đi cho bên đó tốc biến, nhưng áp lực về những cái tình huống đẩy đường cao sẽ giúp cho anh ta cũng sẽ có khoảng trống đảm bảo cái vị trí an toàn. Đường trên cũng đang có tín hiệu đẩy ngược trở lại dành cho con Na của Clear rồi. Quay ngược trở lại với tình huống này thì bên phía của KDF họ đang di chuyển lên cánh trên để có thể kiểm soát sứ giả. Họ mất rồng đầu tiên thì họ lại ngay lập tức đưa ra những cái phương án đáp trả ở cái cánh còn lại. Cụ thể sẽ là 6 sâu hư không dành cho Gert và đồng đội. Cái cự ly của Quiller đang tương đối là xa và anh ta sẽ không thể can thiệp vào tình huống này. Một dòng đổi lấy 6 con sâu thực ra bên phía của KDF tôi nghĩ là họ hoàn toàn có thể hài lòng được. Bởi vì cái tốc độ lấy công trình, đặc biệt là mới thời điểm phút thứ 11, 12 thôi thì cái lượng giáp trụ nó vẫn còn đó. Nếu để đường tốt hơn thì Dudu, thì Bulldog, thậm chí cả Bull và Quantum có thể có thêm được những cái lượng kinh tế và đội hình của họ sẽ cần phải có được ngưỡng sức mạnh sớm hơn so với bên phía của PX nha. Nếu như để PX câu giờ và cái đội hình late game cùng Aphelios và Azir sẽ thực sự rất nguy hiểm. Về nhà lần này thì cũng đã có được cho mình đó phòng thần kiếm đến từ bên phía của Hena rồi. Tương tự là như vậy dành cho Bull, mặc dù anh ta farm đâu đó thua khoảng chừng 10 chỉ số lính so với lại Hena, nhưng anh ta có lượng tiền gia tăng thêm đến từ cái đầu phủ đầu thì chênh lệch của hai người chơi xạ thủ cũng không chênh nhau nhiều cho lắm. Gus bắt đầu lò dò lên khu vực đường trên. Clear chưa được sử dụng tiền nha. Na tí nị và đây sẽ là cú đá ngược về mở đường trước, ép tốc biến, nhún nhảy đã mất đi đến từ Clear thì không còn cách nào để ta đào thoát được cả. Cả tốc biến và cả nhún nhảy đã sử dụng và điểm hạ gục chiến công đầu 12 phút cuối cùng cũng đã xuất hiện và nó thuộc về cơn. Sự khác biệt đó chính là cái lượng kinh tế, thì vừa rồi Dudu đã được giải phóng cái lượng tiền của mình bằng những món trang bị thành phần. Đường dưới cũng có tình huống va chạm, tốc biến ủi vai và sát thương dồn vào Bun, không còn tốc biến và anh ta phải lên bảng điểm số rất nhanh. Đang có thăng hoa luân, quá nhiều thăng hoa luân đến từ Hena với cú double kill, và phía cần gì thì họ có đó.
họ cần nuôi xạ thủ thì Hena có được cho mình cú double kill và vẫn còn thăng hoa luân dưới chân để Hena lấy được 3 stack trụ cánh dưới. Cảm giác là lời hơn dành cho phía của Fox rất là nhiều. Sau một tình huống mà họ phát hiện ra Gus đã có được một pha băng trụ của vùng trên, họ ngay lập tức có một cái động thái đáp trả. Và cái pha đáp trả này lời hơn rất là nhiều, như Hoàng đã chia sẻ, đó chính là cú double kill dành cho Hena và 3 lớp giáp trụ với súng thăng hoa luân thực sự quá tuyệt vời. Quá nhiều thăng hoa luân dưới chân, mà vừa rồi là một pha đài trụ cũng có thể coi là không vết xước đến từ Phoenix. Một cú tốc biến ủi vai rất nhanh của Will để khiến cho Bull không có bất cứ một cơ hội nào phản kháng. Bull không cầm thanh tẩy, Bull cầm thiêu đốt, và cái thiêu đốt thì nó không giúp cho bạn phòng ngự được ở trong cái tình huống đai trụ vừa rồi của bộ ba Phoenix. Còn đây, một pha mở đường lấy cả tốc biến và nhún nhảy thì rõ ràng cái việc của Kurt là rất đơn giản. Một cú hộ thể vào lính, nộ long cước sát tường và sáu cả vua hải cước để dứt điểm. Còn tình huống này là một pha mà đáp trả phải nói là rất nhanh của Phoenix. Một cú tốc biến ủi vai, Bull bị đẩy về, Bull bị giữ chân lại, thêm cú chiêu cuối chọc vào và sát thương quá lớn đến từ Hena với thằng Hoa Luân. Double kill dành cho một con Aphelios cần phải có tài nguyên và thêm những lượng giáp trụ nữa dành cho xạ thủ chủ lực của Phoenix. Bên trên vừa rồi thì Clear chưa được giải phóng cái lượng tiền và đâu thời điểm tấn công tốt và chính bản thân của Clear nữa. Nếu như anh ta để dành cho mình đôi cú nhún nhảy thì biết đâu đấy anh ta sẽ có cái vị trí đẹp hơn để chống được một pha băng trụ. Và nếu tuyệt vời hơn thì anh ta hoàn toàn có thể sống sót ở trong tình huống vừa rồi. Quyết định lao vào cướp được combo đỏ đến từ Curse. Curse đang muốn tạo ra những cái đột biến và vừa rồi sau một tình huống đai trụ cánh trên thì anh ta tiếp tục cướp hai bãi của Wheeler nữa. Nhưng cái câu chuyện của Phoenix là họ đâu có quan tâm cánh trên. Họ kệ cho Na của Clear tự chơi, họ kệ cho Closer tự farm ở đường giữa và họ quan tâm xuống cánh dưới nơi mà Hena có giáp trụ, Hena farm tốt hơn. Hena có được điểm hạ gục và ngưỡng sức mạnh sẽ đến sớm hơn so với Lucian trong tay của Bull và tiếp tục sẽ làm tình huống di chuyển lên cánh trên. Khi mà con Na này vẫn chưa chuyển dạng thành Na khổng lồ nhưng lượng nộ của Clear đang rất báo động nha, không đài trụ được rồi. Na khổng lồ và quyết định đến từ bộ đội bên phía của KDF là rút lui, còn ở cánh dưới Hena không cho phép Bull chạm mặt lính. Sau khi một tình huống tấn công không thành công thì bên phía của KDF họ phải quyết định giải quyết con sứ giả. Ui, anh chàng lối trúng. Và đó thật sự là cái áp lực khá là lớn dành cho bên phía của Hena khi mà sự chủ động bây giờ được thể hiện bằng những cái pha gây sức ép ở trong trụ. Lucian không có được áp lực đi đường cho Aphelios, chỉ có được ưu thế ở khoảng tầm 3 cấp độ đầu tiên và nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Bull đang farm thua, có trụ bộ toàn bản đồ với 5 stack trụ dành cho Hena ở cánh dưới và cái ưu thế dành cho bộ đôi đứng dưới bên phía Phoenix đã là quá lớn rồi. Một con sứ giả gỡ gạc dành cho KDF ở cánh trên, nhưng liệu nó có gỡ gạc lại với những cái sự thua thiệt mà Bull đang phải gánh chịu ở nửa dưới của bản đồ hay không đây? Rồi, một vài những cái điểm khác biệt nhưng rõ ràng chúng ta sẽ đồng ý với nhau, đó chính là con Aphelios của Hena càng được đuôi xanh thì càng tốt. Ở trong ván thi đấu này, mặc dù để có thể bắn thì anh ta cần phải vượt qua được cái dàn chống chịu đang có dấu hiệu được hình thành khá là mạnh mẽ đến từ Curse. Xin lỗi, đến từ Dudu. Nhưng hãy nhìn về cái tốc độ lên trang bị này của Hena thì anh ta không hề e dè xíu nào cả. Và thêm vào nữa là anh ta sẽ có những công cụ để có thể bảo trợ, hỗ trợ Milo kế bên, phân chia thiên hạ của Closer và những tình huống đánh chặn tốt đến từ Wheeler nữa. Đòn phủ đầu giúp cho Bull tạm thời thì anh ta vẫn không bị thua đồ quá nhiều so với lại Aphelios của Hena. Nhưng mà trông cái lượng sát thương mà Hena tạo ra kìa, nó là một pha giữ chân với pháo trọng trường và lượng đam là rất nhiều nha. Một cú lái sứ giả không dám lái ra đường giữa. Pha đấy mà anh ta chỉ cần chạm vào trụ đường giữa thôi là anh ta khả năng cao là sẽ phải mất tốc biến. Anh ta sẽ bị kẹt bởi vì rõ ràng là một tình huống không thể lay chuyển, nó sẽ khiến cho cái pha giật ngược trở lại của Kurt sẽ bị khừng lại ở trong trụ. Và chắc chắn là anh ta sẽ rơi vào cái trạng thái nguy hiểm. Con sứ giả ở thời điểm hiện tại tạm thời là chưa thành công. Phạt luôn. Tôi là ngăn được sứ giả rồi. Con sứ giả không có bất cứ một tác dụng nào cả đến từ Kurt và đồng đội. Phoenix tổng phòng ngự quá tốt trong tình huống vừa rồi và đây sẽ là con rồng nguyên tố thứ hai ván đấu. Một con rồng đất ở rồng 2, rồng lửa ở rồng đầu. Không biết đây có phải là một cú rồng gió hay không ở map đấu game thứ 3 này. Nhưng tạm thời thì ưu thế ở khu vực hang rồng vẫn đang thuộc về KDF. Họ cần phải ăn rồng nhanh bởi vì áp lực ở khu vực đứng giữa khi mà Hena đẩy rất nhanh với chất tướng Aphelios của mình. Như vậy Kassante của Dudu quyết định dịch chuyển hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Bên phía của KDF là sẽ onin vào khu vực hang rồng ở trong tình huống này. Rồng nguyên tố thứ hai đã thuộc về cho họ. Không, cũng hơi khó nha. Bên phía của Fox quyết định là bỏ để tạo ra tiếp tục khoảng trống ở khu vực đường trên dành cho Clear. Lần về nhà tiếp theo của anh ta sẽ tập hợp kiếm, như đã nói. Cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên tập hợp kiếm của Na thì trong cái kèo đối đầu trực tiếp với lại Dudu thì anh ta sẽ có cơ hội để có thể tấn công vào người của Dudu. Sante của Dudu đang khá là mạnh. Đây có thể sẽ là một tiền đề rất là tốt, nhưng đây là sứ giả phán quyết bị ngắt lại bởi pha thủy ngục khá là ổn đến từ quan tâm. Và với cú thủy ngục vừa rồi
Tạm thời thì ba thành viên bên phía KDF vẫn có khả năng phòng ngự ở khu vực đứng giữa. Đang tính nói đến một cái vấn đề là Dudu đang bắt đầu có trang bị và anh ta sẽ có được cái combo tim băng và tay băng ở hai trang bị đầu. Nó sẽ khiến cho tạm thời thì cái ngưỡng sức mạnh này Hena sẽ mất khá là nhiều thời gian để có thể hạ gục con Sante nếu như anh ta bị chọn làm mục tiêu, bị bớ vào đến từ người trên đường trên của đối phương. Có thể cần thêm cái rìu đen nữa là món trang bị thứ hai dành cho Clear ở trong những tình huống tiếp theo. Những nỗ lực để có thể tấn công vào trong công trình của Fox ở khu vực giữa đã chưa thành công bởi vì khả năng phòng vệ đến từ bên phía của KDF vẫn có. Đây sẽ là cú dịch chuyển vòng sau. Người dịch chuyển là Clear, lượng nộ của Clear cũng là tương đối tốt và anh ta bắt đầu tích nộ rồi, nhún nhảy rút lui về góc này thì Hena dính chiêu cuối và sát thương là đủ đến từ Huy trong tay của Bulldog. Xạ thủ chủ lực đến từ phía X đã và lên bảng rồi và anh ta tốc biến ở những giây cuối cùng. Phát đấy đã hồi lá chắn chưa vậy? Không kịp để ý là trong tình huống vừa rồi lá chắn đến từ Hena đã kịp hồi hay chưa nữa. Nhưng mà bên cạnh đó tôi khá là bất ngờ với cái lượng sát thương đến từ cái vòng xoáy tuyệt vọng vừa rồi của Bulldog. Có lẽ như chúng ta sẽ được nhanh chóng xem lại pha replay một trong những tình huống đột biến và đang có khoảng trống dành cho Kurt để có thể dìu cái đợt lính đó và tấn công vào công trình ở cánh trên của bản đồ. Kurt thì đang cố gắng đẩy ở cánh trên cùng với lại Bulldog, nhưng vừa rồi là một sai lầm tôi nghĩ rằng là khá nhạy cảm đến từ Hena. Anh ta là người cầm tài nguyên đội của mình nha, anh ta là người phòng ngự chính ở khu đường giữa, và nếu như mất đi cái trục đường giữa vừa rồi thì đồng nghĩa với việc là Sante, chính xác là Clear phải chám vào cái vị trí mất đi đó. Và Closer cũng tương tự là như vậy, bỏ ngỏ cánh trên để khiến cho bên phía của KDF gỡ thêm trụ. Đây chúng ta cùng nhìn lại lượng sát thương đầu ra đến từ con Huy trong tay của Bulldog với một tình huống QE sau đó đẩy thẳng chiều cuối và sát thương là vừa đủ. Vừa khít sát thương ấy chứ, không cần phải sử dụng thêm gì đó sấm sét hủy diệt. Còn phía cánh bên kia thì rõ ràng đó một cái sai lầm rất là đáng kể dành cho bên phía của Hena. Thứ nhất là anh ta nằm xuống, người đang ôm được tiền giống như anh Hoàng đã chia sẻ. Thứ hai nữa sẽ là cái việc phòng vệ nó sẽ phần đó nó sẽ bị giảm hơn dành cho bên phía của Fox. Và tận dụng khoảng thời gian trống ngay lập tức của bên phía KDF, họ đã có được cho bên phía công trình ở khu vực đường trên rồi. Một pha mà tôi nghĩ rằng là Hena cũng hơi bị tự tin thái quá. Anh ta coi thường cái lượng sát thương đến từ đường giữa đối phương, pha lái thanh trừng không quá là tốt đến từ vị trí của Bull và execute thì mất đi khá là nhiều máu nhưng vẫn có thể sinh tồn rút lui được. Để ngược trở lại đến từ phía X, họ đang tập trung 4 người khu vực này nhưng Lee Sin trong tay của Kirk cũng đã di chuyển ra để hỗ trợ rồi. Sante của Dudu cũng đã có mặt để có thể hỗ trợ cho tình huống phòng ngự này đến từ toàn bộ đội hình bên phía của Quang Đông. Clear đang có nộ khá là tốt nhưng nãy giờ những tình huống giữ nộ đến từ Clear đang khiến cho bên phía của KDF gặp vấn đề. Nhưng đây là một phá phân chia thiên hạ đẩy vào rất tốt với combo đến từ cặp đôi mid sử bên phía vẫn phía người một chấm máu nhưng vẫn nằm. Đó là Closer lên bảng đếm số, còn Kurt thì vẫn sống. Bằng một cách nào đó, Kurt vẫn có thể sống trước pha phối hợp tấn công vừa rồi đến từ Wheeler và Closer. Thiếu đi cho một lượng sát thương đến từ Hena chăng và giúp cho Lee Sin của Kurt vẫn có khả năng để có thể xoay sở kịp. Chưa kể đó khả năng hồi phục đến từ bên phía của Quan Tâm nữa. Mất đi cho một người chơi đường giữa, mất luôn gỗ hỗ trợ lượng tâm nhìn đến từ bên phía của Fox bây giờ đang tương đối là hạn chế nha. Wheeler liệu rằng có tạo nên đột biến với lại một tình huống tốc biến ma thuật với vị tướng Poppy của mình hay không? Tốc độ Baron chưa đủ nhanh và bên phía của KDF thấy rằng mình mất máu nhiều quá nên thôi họ quyết định buông bỏ cái dịp này. Họ thấy rằng là cái lượng tài nguyên mà họ đầu tư để có thể có được mạng của Closer trong pha vừa rồi để cứu Kurt nữa cũng đã là tương đối nhiều. Còn đây chúng ta cùng nhìn lại pha chủ động đến từ vị trí của Closer và Wheeler. Một pha phối hợp chiều với cú tốc biến phân chia thiên hạ đẩy về sau đó là ủi vai thẳng vào cái tường của phân chia thiên hạ. Nhưng Closer dính chiêu cuối của Huy và lượng sát thương đến từ toàn bộ đội hình của KDF là vừa đủ để có được cho mình một mạng, hai điểm hạ gục khi thậm chí là cả Milo lên bảng điểm số với điểm hạ gục thuộc về Dudu nữa. Chủ động lướt lên tấn công đến từ Bull. Người mất máu nhiều hơn là anh ta với những cái tình huống tích thằng hồi luân cũng tương đối tốt dành cho bên phía của Hena. Quan trọng là chúng ta có thể thấy Aphelos của Hena vẫn có cái lượng sát thương, một pha đỏ súng của cả Bull và Hena, nhưng bây giờ năng lượng của Hena đang hơi thấp chút xíu, có lẽ như anh ta cần một cái nhịp về để có thể hồi phục. Bởi vì Bull có đòn phủ đầu nên mặc dù anh ta thua đường, anh ta thua về mặt chỉ số lính, anh ta thua về cả trụ và giáp trụ ở League Game, nhưng đòn phủ đầu giúp cho Bull gỡ trụ gỡ tiền tương đối là tốt. Anh ta cũng đã có được hai đồ lớn rồi. Đây vẫn là một con Lucian có một ngưỡng sức mạnh tương đối là ổn nha so với Aphelios ở bên kia của Hena. Cái lần nằm xuống tôi nghĩ rằng rất là quan trọng của Hena, nó khiến cho cái nhịp farm của anh ta bị chậm lại. Và ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể hoàn thành xong cho mình vô cực kiếm đến từ xạ chủ thủ sủ chủ lực bên phía của FX. Còn con Na của Clear bây giờ cũng đang cố gắng được có thể chạm ngưỡng cho mình hai món trang bị, nhưng anh ta phải đơn đối đầu với lại một Huy cũng tương đối là xanh xao của Bulldog. Đơn giản là Bulldog đứng ở phía sau sử dụng vết nước bọng cháy của mình farm lính mà thôi, thì cũng không có quá nhiều cái khả năng có thể được tích quay đến từ bên phía của Clear. Trụ khu vực giữa của cả hai phía đang còn cực kỳ thấp máu và liệu rằng trụ nào sẽ nằm xuống trước.
Và KDF thì đang tập trung với con rồng yếu tố thứ 3 của bán đấu, và đây sẽ là ngưỡng rồng 2 dành cho họ. Phía X không có quá nhiều những tiền đề để họ di chuyển ra khu vực này. Thứ nhất là đường giữa của họ đang bị đẩy, và thứ hai là cái cánh dưới của họ cũng không có cái tầm kiểm soát tương đối là tốt nữa. Và quyết định buộc bỏ tôi nghĩ là hợp lý dành cho phía X, rồng nguyên tố dành cho Quang Đông để họ tiếp tục giữ cái thế trận. Nhưng nên nhớ rằng đội hình của phía X là đội hình late game nha. Cái việc tranh chỉ là khoảng 1.000 này của KDF nó không đủ để có thể duy trì cái sức ép quá nhiều dành cho Quang Đông Flick, và họ cần phải tận dụng cái chất tướng đội hình của mình để có thể đẩy mạnh hơn với khả năng snowball. Bây giờ lần này chắc hẳn cũng sẽ có món trang bị thứ hai dành cho phía của Hena. Bây giờ anh ta cũng đang đứng đồ cũng một khoảng thời gian tương đối là lâu rồi. Rồi như vậy chúng ta sẽ có vô cực kiếm, một con mắt tím và một thanh kiếm dài được lên ở trong cái lần về nhà này. Đặc biệt đó chính là cái tín hiệu vô cực kiếm sẽ giúp cho bên phía của Hena tự tin hơn với cái lượng sát thương lớn của mình. Nhưng như đã nói, anh ta cần phải vượt qua được cái khả năng chống chịu đến Sante. Từ Dudu trước cái đã. Rất nhiều giáp và máu nữa. Và một cái vô cực tôi nghĩ là không đủ. Hena cần phải có thêm ít nhất là một cái cung xanh để hướng lên nỏ thần, thì may ra anh ta mới có thể đục xuyên qua được lớp giáp trâu như thế kia của Dudu. Chưa kể là con tướng Sante nó còn có một khả năng chuyển dạng của lượng sát thương tương đối nữa. Nhưng Hena bắn vào người của Bun thì rất rát. Vừa rồi là một tình huống lấy đi hơn nửa cây máu tới từ Hena. Làm nhẹ một nhịp, vẫn đang có một cái đợt lính đang được đẩy ở khu vực giữa này. Cả hai bên cắt cử khá là nhiều nhân sự ra, mỗi bên có 3 người. Sứ giả phán quyết đang được vận. Liệu rằng có góc nào để có thể đẩy một ai đó về không đây? Đợt lính này, ôi thậm chí là dịch chuyển đến từ bên phía của Clear với một tình huống về nhà hướng tới được cho đó rìu đen là món trang bị thứ hai. Nhưng dịch chuyển ra đường giữa thì bạn mất trụ đường dưới thôi. Và thậm chí là Kurt đang muốn có một tình huống không cho Clear về phòng ngự. Clear cũng hiểu được vấn đề là có người đi theo mình, và anh ta cũng chơi tương đối là an toàn, khức lại một nhịp. Đợi xem là đối phương đang ở đâu, có lộ hình hay không thì anh ta mới chạy xuống cánh dưới. Đã có Julian đến từ vị trí của Clear rồi, bắt đầu có được những cái lượng sát thương với cái lượng giáp và lượng máu rất là trâu của Dudu đến từ đường trên của PX. Nhưng vừa rồi thì khả năng xóa sổ được lính đến từ bên phía Closer với lại bên phía của Hena cũng tương đối là tốt. Trụ này tồn tại một khoảng thời gian tương đối là lâu rồi. Cây đẹp rất thèm khát, rất ao ước là họ sẽ cắt cử được đông thành viên của mình di chuyển ra với một cái dịp đẩy tiếp theo của họ. Cái đẹp đang tận dụng rất là tốt, cảm giác là như vậy với cái chất tướng nhỉnh hơn của mình ở trong giai đoạn mid game so với lại đội hình cần phải có nhiều thời gian hơn của PX. Và PX thì đang cố gắng phòng ngự thôi, họ cứ cố gắng câu cái trụ này càng lâu càng tốt. Cái trụ này còn thì đồng nghĩa với việc là Hena còn trụ dựa lưng để anh ta farm ở đường giữa, và cái lượng tầm nhìn sang hai cánh sẽ giúp cho PX với những con tướng như kiểu là Azir của Closer hay thậm chí là cả Na của Clear có thêm cái đất để farm. Quan trọng là họ cần phải thêm một chút ít thời gian nữa để tăng tiến sức mạnh. Ít nhất là bắt đầu phải có những cái bón xuyên đến từ cả Hena và Closer nữa cơ. Tình huống này cũng tương tự giống như là tình huống trước đó khi mà cả hai bên đều đang cố gắng để có thể đẩy xong cái đợt lính này. Hena liệu rằng đây có phải là cái khoảng thời gian mà anh ta được nhường farm hay không đây? Trước đó thì anh ta ăn một bùa đỏ một mình và sau đó có khoảng trống để có thể di chuyển vào bãi sói. Đang có dấu hiệu nhường tiền tất cả dành cho xạ thủ đến từ bên phía của Fox để có thể tạo ra một cái lượng trang bị, đặc biệt là một cái món cung xanh sẽ món trang bị tiếp theo mà anh ta hướng tới. Cung xanh nỏ thần Dominic gần như là bắt buộc. Rất là nhiều là giáp đến từ Dudu rồi, thậm chí là anh ta đang chuyển nhẹ qua một chút kháng phép khi đã có vòng sắt cổ tự mua thêm một cái mảnh kháng phép nữa đến từ Sante của Dudu. Có thể đồ 4 của anh ta sẽ hướng lên cho mình một cái vỏ bọc cộng sinh Zaxo. Cú sóng cơm trúng nhưng đó là Poppy thì sẽ không có vội cước lao vào. Tình huống đẩy chiêu cuối vào luôn đến từ Bulldog và lấy khá nhiều máu của Wheeler, nhưng sát thương chắc chắn sẽ là không đủ. Wheeler rất trâu với việc là anh ta cũng chuẩn bị có món 2 rồi. Đẩy lui thành công được Wheeler, có giúp cho bên phía của KDF lấy cái trụ này không? Đây sức phòng ngự phải nói là rất kiên cường đến từ phía X. Nãy giờ họ Clear không biết được bao nhiêu đợt lính được đẩy vào tới từ KDF rồi. Nhưng lần này cảm giác bên phía của KDF hoàn toàn có thể tấn công không. Tiếp. Nhưng vẫn chưa, trụ này vẫn đang còn tồn tại một cách rất kiên cường. Hai đội đánh Aram 3 phút đồng hồ và cái trụ bột của PX vẫn còn nguyên. Và như đã đề cập thì PX họ sẽ giữ cái trụ này càng lâu càng tốt thôi. Họ sẽ không có gì phải vội vàng cả, bởi vì đây là một ván đấu mà họ sở hữu cả Aphelios và Azir, những cái chất tướng late game siêu mạnh. Cứ thế là Milio hồi máu cho Closer, tăng tầm đánh cho Hena để liên tục đẩy những cái quay lính được tràn vào đến từ các thành viên bên phía của KDF mà thôi. KDF cái tầm hoạt động của họ với những con tướng như là Huy hay Lucian nó rất là ngắn với sát thương lên trụ, nên họ cũng không dám mạo hiểm. Rồi nhưng lần này thì bên phía của KDF đang có một cái dịp về nhà xài tiền trước, và cái nhịp này đang được chuyển hóa bằng cái lượng tầm nhìn xung quanh khu vực khán rồng. Rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu, còn bên phía của Fox chưa có được điều này. Thì đây sẽ là một tình huống giao tranh, nếu có xảy ra sẽ có lợi thế nhất định dành cho phía của KDF. Sau gầm chúng là Wheeler đứng sát cạnh bên Closer luôn. Nếu như có một cú vội cước với Q2 vào của Kurt thì nó sẽ là một tình huống W để outplay.
đẩy lính cát ra, Bulldog đẩy chiều cuối thẳng vào tình huống hoảng sợ không thành công đến từ đường giữa bên phía. Ok, đẹp tiếp tục là một quý đẹp nữa không thành công, và mẫu đến từ Closer vẫn còn nguyên nhờ cú kéo e hai người khá tốt, đẩy thêm một pha quy quy nữa tương đối là ấn tượng đến từ sát thương mà Bulldog tạo ra trong pha trao đổi chiêu thức vừa rồi với hai chủ lực của Phoenix. Rong cũng đã xuất hiện rồi, đây sẽ là một cái mục tiêu mà một mình Ghost sẽ hướng tới với vị tướng Lee Sin của mình. Một phần muốn cấu rỉa máu, sau đó ngay lập tức quay ngược trở lại với cú dịch chuyển đến từ Bulldog. Trước đó thì anh ta có những cái hàm nhai được kéo trúng vào cả hai thành viên của Phi Đô Phương và trong sát thương tương đối là hiệu quả đối với anh chàng họa sĩ của Bulldog. Hai đội đánh Aram 5 phút đồng hồ chưa xong chủ. Ok, đẹp ra ăn rồng vậy, giải lao một chút và tiếp tục là Aram ở đứng giữa. Nãy giờ thì hai cánh gần như là không ai farm nhá, cứ có cơ hội là KDF họ sẽ gây áp lực, họ bắt buộc phải lấy cái trụ bột này để giải phóng cái thế lính ở hai cánh, và những cái tình huống đẩy cánh đến từ Dudu nó sẽ mang lại cái độ hiệu quả cao hơn với 6 lần không thì xong rồi. Rồi cuối cùng, finally 5 phút, Aram ở mid đã kết thúc với chiến thắng cùng trụ bột đứng giữa dành cho Quang Đông Freaks. Quyết định vừa rồi của Hena là đón nhận cái đợt lính khá là to của khu vực đường trên nên họ mất đi về mặt dân sự, và lần về nhà này của Hena vẫn không có xuyên giáp với một thanh kiếm BF. Có lẽ như anh ta sẽ hướng tới một cái món trang bị như là huyết kiếm, món trang bị tiếp theo của mình để gia tăng thêm khả năng phục và chống những tình huống cấu rỉa máu đến từ Bulldog. Nhưng liệu rằng đó có phải là một cái sự lựa chọn hợp lý hay không đây, khi mà bước vào những tình huống giao tranh rõ ràng là anh ta phải gây sát thương vào người của Kasante trước. Đúng, Sante của Dudu sẽ là người bới thẳng vào con Aphelios trong tay của Hena và cả Closer nữa trong những tình huống giao tranh. Như vậy là Closer quyết định của anh ta sẽ là hướng lên cho mình một cái mút phù thủy ở trang bị thứ ba chăng? Không phải là một cái trang bị xuyên kháng phép dành cho người chơi đứng giữa bên phía của phía khi bên phía kia có tới kiếm răng cưa và cả vòng sắt cổ tự được lên đến từ tuyến trước của KDF rồi. Cả Cớt và Dudu đã lên thành công hai món kháng phép, còn ở khu đứng giữa thì vừa rồi có một pha mà Hena gây rất nhiều sát thương vào Bùn nha, một cú mở đường để có thể giảm áp lực vào Closer bị đẩy về, mất tốc biến, ăn luôn áp chế thành trực xây rất đẹp đến từ vị trí của Bùn và Closer lên bảng đếm số. Phần chia thiên hạ không có bất cứ tác dụng gì cả, Wheeler mất thêm cho mình cú tốc biến nữa, sáu con vua hành cước vào đến từ Cớt, anh ta cắm mắt hộ thể áp sát Wheeler, nếu như có được mạng Wheeler thì nó sẽ là con Baron dành cho KDF. Họ có ưu thế về người và vẫn quyết định là ép Baron. Sai lầm rồi, bên cạnh đó là một tình huống thi đấu rất tốt đến từ bên phía của Dudu. Mặc dù đối phương đã tốc biến chạy nhưng ta vẫn có Wii 3 để có thể tấn công tiếp. Clear đã nằm với phép một trận thi đấu và những cái đòn đánh tay nội tại. Nhưng bên kia thì Cớt đã bị hạ gục, mất đi người chơi đi rừng, Dudu cố gắng tấn công tiếp vào các thành viên còn lại của phía Fox. Phán quyết trúng vào một thành viên mà thôi, bởi vì Bulldog đã kích cái đồng hồ của mình và sẽ tiếp tục là tình huống khép góc đến từ con Huy của Bulldog. Không cho ai về cả, Bulldog đang khép góc rất khó chịu, tốc biến và được đầu tư đến từ SQ. Và quyết định của Bulldog, anh ta chỉ câu đến như vậy mà thôi, sau đó sẽ là rút lui về. Tưởng chừng như rằng sẽ có được ưu thế đến từ Phoenix, nhưng bỗng nhiên thì Cớt lại lên bảng. Và khi mà Cớt lên bảng thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ không thể gây sức ép thêm vào khu hàng Baron nữa. Tạm thời thì Phoenix họ thoát được một cái kiếp nạn sau khi mà đường giữa của mình mắc một sai lầm, tôi nghĩ là chí mạng. Những nỗ lực phòng ngự đến từ bên phía của KDA vẫn có và họ có khả năng áp sát. Liên tiếp là những tình huống tiếp cận rất tốt đối với lại Dudu. Và cú phân chia thiên hạ này nó không có ý nghĩa khi mà cái tầm thanh trừng đến từ Pool là cực kỳ xa. Mất đi cho bên đó một người chơi chủ lực ở khu vực giữa, cái thế trẻ tre đã thuộc về cho bên phía của KDF. Họ sẵn sàng tràn vào nhưng hơi đáng tiếc đó chính là Ghost đã dấn quá sâu vào khu vực bùa đỏ và anh ta đã phải nằm lại, khiến cho sức ép vào khu vực hang Baron nó đã bị giảm rồi dành cho đội hình của KDF và họ chưa thực sự khuếch đại được cái lợi thế này. Đó, rất khó chịu với con huề của mình, lượng sát thương mà anh ta tạo ra với liên tục là những cái pha trưởng là rất ấn tượng nhỉ. Và nó khiến cho thêm một cái tốc biến bắt buộc phải đầu tư đến từ vị trí của XQ nữa. KDF đang tận dụng chất tướng của mình để liên tục có những pha ép giao tranh. Và Hena có thể sẽ là mục tiêu trong tình huống này. Nhưng Hena còn hai tháp bổ trợ thanh trừng được sấy đến từ vị trí của Bùn và nó khá là chất lượng nha. Gula mất tương đối là nhiều máu, tiếp tục là hai đòn đánh tay nữa với một pha kích đòn phủ đầu ở vị trí của Bùn. Mất máu rất nhiều, thêm một tình huống QW tầm xa nữa của Bulldog và nó khiến cho cái lượng máu đến từ các thành viên bên phía của Phoenix đang ở ngưỡng tương đối là báo động. Và đây có thể sẽ là pha đẩy thẳng vào khu vực đứng giữa đến từ bên phía của Quang Đông Freaks. Vẫn tiếp tục là ra một khu vực đứng giữa. Lần này về mặt dân sự thì có đi thiếu một vài người bởi vì đang có dấu hiệu chia ra cánh thêm chút xíu dành cho bên phía của Dudu. Dudu đã có những tình huống rất là đột biến và sự đột biến đó đã mang lại những cái lợi thế nhất định rồi dành cho phía của KDF. Sau khoảng thời gian ngắn Aram thì có lẽ như họ sẽ bắt đầu chuyển dịch những cái mục tiêu của mình là con đầu nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu. Và tôi đang liệu rằng đang chờ một tình huống đột biến đến từ Azir, ba linh cát có mũ ở trong lần về nhà tiếp theo đến từ Closer. Liệu rằng có phải là một tình huống mà họ shotgun tấn công ngay trực tiếp vào khu vực Hamaro hay không? Nhưng không có xuyên anh Linh ạ.
tức là cả hai chủ lực của FX đều không có xuyên kháng phép và xuyên giáp. Ở trang bị thứ ba họ hướng tới mũ và vô cực kiếm, đồng nghĩa với việc là bên phía bên kia thì Sante của Dudu sẽ rất khó để có thể bị hạ gục ngay lập tức, và đối phương chưa có xuyên và anh ta có rất nhiều giáp và kháng phép rồi. Nãy giờ thì Dudu rất là tự tin với những pha mà anh ta thậm chí là mở đường trước mặt 3-4 người của đối phương và bế một người đi một cách tương đối là đơn giản. Và tôi nghĩ rằng phía họ muốn câu thêm giờ, họ muốn câu thêm một chút ít những khoảng thời gian, nhưng để xem là cái việc mà chọn đồ như này và sự câu kéo của FX nó có phát huy tác dụng hay không. Những pha kháng phép rất khó chịu đến từ con Huê trong tay của Bulldog nhỉ. Tiếp tục là những tình huống gọi xâm xét hủy diệt đến từ bữa đó để có thể câu thề máu. Địa ngục giảng cũng được tung ra với ý nghĩa là khép góc. Phía bên kia thì cái dĩa mặt trời đã được dừng rồi, nhưng mà cái đợt lính đang chuẩn bị tiếp cận thì sẽ có cơ hội để có thể bóc dỡ cái đội tại đến từ Closer. Quan trọng hơn nữa là cái thế di chuyển ra khu vực hang rồng thì không có tầm nhìn dành cho phía của Fox, bắt buộc cho họ phải chấp nhận buông bỏ cái mục tiêu này. Linh hồn rồng hóa kỹ sẽ thuộc về cho phía của KDF rồi. Đu đu linh hồn rồng hóa kỹ cũng là một thế lực trông máu của đu đu kìa, thực sự là như cái thức kẻ vậy á. Nó làm nào đây, clear có na khổng lồ, nhưng KDF đang chờ na khổng lồ hết để họ di chuyển ra. Có thăng hoa luôn và tốc độ ăn Baron đấy, tức là cái bên phía của FX là tương đối nhanh. Đang có một pha solo dọc đến từ Cớt và đâu đó một con Sante bay thẳng vào đội hình bên phía của đối phương, nhưng đó là sứ giả phán quyết đến từ Wheeler. Wheeler đẩy được một người về, đó là Huy trong tay của Dog, sấy thanh trừng bút lấy khá nhiều máu của Closer cũng như là Wheeler để khiến cho FX phải rút lùi và ngay lập tức tập vào Baron thôi. KDF có muốn ép Baron hay không, đây quyết định của họ là chưa an toàn. Quá khó chịu đối với lại Gassate của Dudu. Lượng máu của anh ta, lượng giáp, lượng hang phép của anh ta là quá lớn rồi. Ở thời điểm hiện tại anh ta hoàn toàn có thể đứng trước mặt các thành viên của phía Fox để câu một lượng lớn thời gian, và điều này nó khiến cho bên phía của Fox không có đủ áp lực tấn công một Commodore. Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi thì Curse cũng đã mang về cả con rồng nguyên tổ thứ tư, hình thành nên sức mạnh linh hồn rồng hóa kỹ dành cho đội hình của họ. Và chưa kể ra Bull nữa, những tình huống ép khép góc với cái pha sấy thanh trừng của ta cũng tương đối là tốt. Tôi nhìn con Sante của Dudu ngán thực sự luôn á, trong cái lượng máu và cái lượng giáp kháng sự giáp phép của anh ta với cái vòng sắt cổ tự nó nhiều khủng khiếp. Và Dudu thực sự đang là một bức tường mà các thành viên bên phía của FX họ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để đợi Closer có xuyên kháng phép ở trang bị thứ tư, hay là cái nỏ thần Dominic được chuyển hóa từ cái cung xanh kia của Hena thì may ra mới có cơ hội. Chứ ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là để hạ gục được Sante của Dudu là họ sẽ mất rất rất nhiều thời gian. Thêm một cái áo choàng gai nữa đến từ Dudu rồi, và anh ta sẽ hướng tới trang bị cuối cùng làm cái giáp gai để hoàn thành bộ 6 trang bị của mình ở ván đấu này. Rồi, tín hiệu tốt dành cho phía của Hena, đó chính là một cái cung xanh. Chưa có nỏ thần Dominic nhưng mà dù sao thì cũng đang có một cái lượng xuyên giáp nhất định rồi để có thể đảm bảo cái lượng sát thương trong những cái pha giao tranh của anh ta. Và bắt đầu đang có tín hiệu đẩy sâu vào khu vực rừng hơn dành cho phía của KDF. Có một con mắt được cắm trước vào khu vực Hamron, vẫn giúp cho bên phía của Fox phần nào đó kiểm soát được cái lượng thông tin. Và có một cái vấn đề rằng là sát thương của Bull sẽ bị hạn chế dần dần nha. Tầm bắn và tầm hoạt động của anh ta nữa sẽ rất là khó để Bull có thể có một cái góc bắn thuận lợi. Nếu như mà phía X họ làm tốt với khả năng che chắn dành cho Hena và giải quyết được cái bài toán chống chịu mà Dudu đang đưa ra ở trong thời điểm phút thứ 35 này. Linh hồn rồng hóa kỹ thì thực ra cũng không phải là một cái linh hồn rồng quá mạnh, thì cái ngưỡng sức mạnh được gia tăng dành cho Quang Đông Freaks, họ sẽ cần phải rất cẩn trọng những đội hình late game đến từ phía X, và họ vẫn chưa mất bất cứ một đường lính siêu cấp nào cả. Đây là tiền đề để phía X câu kéo. Chuẩn bị hết tầm nhìn rồi, một con mắt được cắm ra ở trước khu vực Cameron, khả năng tồn tại của nó đâu đó khoảng chừng vài chục giây nữa mà thôi. Thì khi mà họ không có tầm nhìn thì rõ ràng họ sẽ bị cái skep khá là lớn. Bắt đầu cũng đang tín hiệu kiểm soát được lính khu vực đường trên, và họ sẽ đẩy thêm cái nhịp ở đường dưới, ở đường giữa và đường dưới nữa. Casante của Dudu cũng đang có dấu hiệu di chuyển tạc tạc cánh ra phía bên trái. Có mắt đến từ phía X ở băng hang Baron, nhưng họ có một con mắt cắm ở trước cửa hang Baron mà KDF vẫn chưa phá được. Và đây là lý do tại sao mà nãy giờ phía X họ không di chuyển ra những cái cự ly mạo hiểm. Và họ để cho bên phía KDF đẩy trước và họ giải quyết lính ở giai đoạn sau mà thôi. Không có bất cứ một cái sức ép nào quá lớn đến từ KDF trước cái đội hình phòng ngự đang là rất kín kẽ này của phía X cả. Và họ KDF bắt buộc phải di chuyển ra để gây sức ép thôi. Họ sẽ cần phải rush Baron, nhưng có mắt như đã đề cập và thấu kính ngay lập tức phát hiện. Wheeler sẵn sàng, tốc biến có, chiêu cuối có, và để xem tình huống này sẽ diễn ra như thế nào. Bulldog cũng bắt đầu di chuyển cùng với lại những người đồng đội của mình rồi. Một tình huống di chuyển sớm đến từ Klee, nhưng lượng nổ của anh ta là bằng không. Lượng giáp phép của anh ta là 2k giáp phép luôn à? Ác thực sự luôn với Osante. 4.000 máu, hơn 4.000 máu thôi. Hơn 4.500 máu luôn. 6-3 đang là tỷ số về điểm hạ gục, và đấu vẫn đang rất căng nha. KDF cần phải có một pha mở nút thắt, họ cần phải có được một pha rush Baron hoặc làm thế nào đó giải quyết Baron, hoặc câu kéo đối phương ra để ép một tình huống giao tranh. Nhưng nãy giờ FX phòng ngự thực sự là rất hay. Rồi, khả năng phòng ngự vừa rồi, khả năng dồn tiền của họ cũng bắt đầu có thêm cho mình đến những món trang bị
xuyên chống chịu như là một cái nỏ thần Dominic được hướng tới đến từ Hena, còn phía cánh bên kia Closer đang ưu tiên cái sự an toàn của mình bằng một cái lớp khiên phép đến từ dây chuyền sự sống. Bắt đầu đang đau hơn một chút xíu trong những tình huống nhấp nhả của Hena. Tốc biến đây rồi, nút thắt được mở nhưng nó là mở dành cho Phoenix. Một cú tốc biến đổi tốc biến, Hena bị giữ chân lấy đi luôn cả chiều cuối của anh Skill, nhưng đó là một pha mà Hena thực sự là rất ác với cú tốc biến anh chắc dẫn lối của mình. Trong khoảng thời gian đó thì Dudu anh ta tận dụng khả năng đầy lẻ của mình với sóng sâu hư không để lấy thêm về một cái trụ thứ hai nữa dành cho KDF ở khu vực đứng dưới. Nhưng ở đứng giữa cuối cùng thì cái trụ bột khu vực đứng giữa của KDF đã bị bóc dỡ, và đây sẽ là thế để di chuyển ra hàng Baron dành cho Phoenix. Baron KDF sẽ ăn không nhanh, nhưng nếu như nói về khả năng tấn công Baron thì bên phía của Phoenix là cực kỳ nhanh. Dịch chuyển bắt buộc phải được đầu tư đến từ vị trí của Dudu để anh ta quay trở lại với giao tranh. Clear đang không thực sự quá là đẹp với lượng độ của mình. Phạm băng thẳng vào đến từ Dudu, không có bất cứ một tình huống tranh cướp trừng phạt nào bởi vì đó là Baron dành cho Phoenix. Họ đang muốn rút lui, họ bị kẹt lại trong khu vực Baron. Na khổng lồ được quá đến từ Clear nhưng đây chỉ là con Na để hỗ trợ thôi. Một cú đẩy về, Dudu rất trâu trong tình huống này. Sáu gần vô ảnh cước trước đến từ vị trí của cơ sáu, đó là vô ảnh cước trông theo. Hena đã nằm xuống, Closer bắt buộc phải rút lui với các lưu động. Bên phía này thì Clear lên bảng đếm số với điểm hạ gục dành cho Bulldog. Cú double kill dành cho đứng giữa bên phía của KDF. Tiếp tục là tình huống khép góc nữa, và KDF có một tình huống quét bốn người. Họ sẽ có được một pha quét sạch hay không? Đây là một chấm máu rút lui về, nhưng KDF không quan tâm, họ không cần tới bất cứ một thứ gì cả. Họ đang muốn đẩy vào một khu vực đường nào đó để end game. Như vậy Baron Bobley đang tạm thời là âm tiền dành cho bên phía của Fox, nhưng mà họ mất đi cho mình đó bốn thành viên, chỉ còn lại một bùa lợi trên người của Poppy mà thôi, và chắc chắn sẽ có thêm công trình dành cho bên phía của KDF. Một pha thi đấu mà Hena gần như không có gây được quá nhiều sát thương bởi vì cái lượng sát thương được tiêu diệt đến từ bên phía của Bulldog với những cái tình huống xả chiêu từ tầm xa. Một tình huống rất nỗ lực, một pha shot goal đến từ bên phía của Fox để có thể dứt điểm Commando nhanh chóng và họ thành công với ý đồ đó. Nhưng tự đặt mình vào cái thế khó, rồng ngàn tuổi trong thời gian thực thì đang thuộc về quyền kiểm soát đến từ bên phía của KDF. Hena không bắn được, sát thương của anh ta không bắn được. Sát tê cái góc vừa trời con tướng đó, nó trâu điên luôn ạ. Đu một mình anh ta chống chịu hoàn toàn lượng sát thương đến từ toàn bộ đội hình bên phía của Phoenix, và Hena không bắn được rồi thì Closer cũng không xỉa quá đâu Dudu nữa. Dòng ngàn tuổi dành cho KDF sau một loại Baron dành cho Phoenix. May là pha vừa rồi Wheeler còn tỉnh táo để anh ta trừng phạt, nếu như không thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là thảm họa dành cho Phoenix sau khi họ bị quét bốn người. Rồi là tình huống Na khổng lồ đẩy về đến đẩy Dudu về với lại đội hình của mình, và rất may mắn có khoảng trống nho nhỏ dành cho cú phân chia thiên hạ của Closer để giúp cho Hena có thể tạo ra khoảng trống, nhưng cái góc nhỏ hẹp quá, anh ta không thể nào có vị trí đẹp được và phải bị đốt chết đến từ những tình huống vết nứt bỗng cháy của Bulldog. Và với lợi thế về rồng ngàn tuổi như thế này thì đội hình đến từ bên phía của KDF sẵn sàng để có thể gia tăng thêm cái sức ép trong những cái tình huống teamfight. Rồi chúng ta sẽ có một con Sante full đồ. Nãy thì chưa full, bây giờ là full rồi. Còn Hena thì vẫn chưa có trang bị cuối cùng. Cảm giác rằng là Hena bắn vẫn chưa vào máu nhá. Thực sự là như vậy luôn. Nếu như anh ta bắn vào những cái vị trí khác thì không nói, nhưng mà Dudu thì là một cái thế lực rất khó để có thể bị hạ gục. Đây sẽ là tình huống đẩy vào với bộ lợi linh hồn rồng ngàn tuổi dành cho các thành viên bên phía của KDF. Còn Fox thì chỉ có đúng một bộ lợi Baron mà thôi. Họ rất khó để có thể phòng ngự. Baron âm 3200 vàng đến từ bên phía của Phoenix. Và làm thế nào để họ phòng ngự với liên tục là những cái thân lính được đẩy vào của KDF đây. Nhưng mà có một cái hạn chế đến từ KDF là cái khả năng gây sát thương vào chủ của họ sẽ bị tương đối là hạn chế nha. Cả Huy và cả Lucian không phải là những con tướng gây đam vào chủ một cách tương đối tốt và an toàn. Và nãy giờ thì họ phải lựa vào những cái thân lính rất là nhiều để áp sát vào những cái thềm trụ ba của đối phương. Và trông máu của trụ ba đứng giữa và đứng trên kìa còn nguyên. Và đợt lính cũng không phải là đợt lính song song nữa, chúng ta đang có những cái đợt lính xen kẽ giúp cho bên phía của Fox đép lần lượt. Ví dụ như họ đẩy xong cái đợt lính này đường trên, đẩy xong thì quay ngược trở lại khu vực giữa mà thôi. Thanh trừng vừa rồi cũng không có cái sức ép khi mà nó không trúng vào các thành viên của phía Fox. Vẫn đang có khả năng đép khá là tốt dành cho đội hình của phía Fox. Bắt đầu đang có khoảng trống nhỏ nhỏ để có thể tràn vào khu vực giữa, nhưng chỉ là một nhịp bào trụ mà thôi, sau đó họ phải giựt ra. Đây là sóng sâu nhờ, mà bào trụ cũng khó như thế này rồi, rất khó khăn. Nhưng mà tầm bắn của Lucian thì ngắn, còn Huy thì không phải là con tướng nó có một cái tầm hoạt động vào trụ tương đối là tốt, và con Huy của Bulldog còn không có tốc biến, anh ta đứng cao anh ta có thể gặp nguy hiểm. Đang là Na khổng lồ chuyển về Na tí nị, đây sẽ là cơ hội để bên phía KDF tràn lên. Anh chắc dẫn lối không có địa chỉ đến từ vị trí của Na, chiếu cuối của Wheeler nó cũng không trúng ai, và một pha đẩy chiếu cuối vào để khép góc là pha chuyển dạng đến từ Dudu. Cái thế này quen lắm, và Clear Na tí nị làm thế nào thở đây. Anh ta được rút lui về cùng với những người đồng đội của mình, nhưng bỏ lại nhà lính và hai đường lính siêu cấp, ít nhất là như vậy dành cho KDF.
nước chảy thì đã mòn, các thành viên của phía KDF cũng biết. Và đó là một tình huống bắt đạp vào. Hena không được thở, anh ta không được chơi game, và con Sante của Dudu quá ghê. Không chỉ trông chịu hay mà thậm chí là Dudu còn cực kỳ đột biến với những pha sử dụng cho mình thần khí Antofo, với hai đường lính siêu cấp, với việc xạ thủ chủ lực bên phía của PX đã lên bảng điểm số thì không có bất cứ một cơ hội nào, tôi nghĩ là như vậy, dành cho PX để họ có thể phòng ngự được nữa. Hơi tiếc dành cho Hena là vài giây nữa là phải một trò tốc biến của ta đã kịp hồi lại rồi, nhưng không có từ nếu ở đây. Một pha áp sát tốt đến từ Dudu để có thể tấn công được xạ thủ của phía đối phương về. Tiếp tục là cái thế hơn về mặt nhân sự. Tốc biến nhé, một chiến đi ngã và con cú đá quá đẹp đến từ Curse. Curse đá bà. Và KDF có chiến thắng 2-1 sau 3 ván đấu trong ngày hôm nay. Và không có cơ hội như đã đề cập khi mà Hena lên bảng điểm số. Hena không được chơi game bởi vì con Sante 4.700 máu của Dudu quá ghê. Và cái thế dâu trơn được thể hiện đến từ vị trí đứng trên bên phía của Quang Đông Freak giúp cho KDF có một chiến thắng rất quan trọng để họ giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Như vậy là chênh lệch của đối thủ trực tiếp đối với lại bên phía của cặp trận này đó chính là 2 trận thắng rồi, với 5 chiến thắng đến từ bên phía của KDF ở trong cái mùa giải năm nay. Vị trí vào một chiếc vé vào vòng playoff nó sẽ khả quan hơn dành cho đội hình đến từ bên phía của KDF. Vị trí thứ 6 thì đang tạm thời nghiêng về cho bên phía của Fox với 3 trận thắng, và D-Blood Kira tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 với chỉ 2 trận thắng của họ mà thôi. Tôi nghĩ đây là một chiến thắng mặc dù là nhọc nhằn, bởi vì KDF họ test tướng ở ván 2. Đến ván 3 thì mặc dù là phải có lời khen dành cho PX với khả năng phòng ngự rất tốt trong trận mid game, khi mà cái ngưỡng sức mạnh của KDF đến sớm hơn, nhưng phải nói rằng Sante Sante quá khỏe của Dudu mang lại chiến thắng dành cho KDF ở ván đấu này. Và POG cho ai nghênh nhỉ? Easy à? Easy đang phừng vừng quá chắc cả Sante nhỉ? Các cỡ đánh cũng rất hay ván này. Nhưng Sante của Dudu là một thế lực Asia Felius và còn không bắn lại thì cực kỳ là khó thôi. Nói chung là tôi cảm giác như